Lạy Chúa dạy con yêu thương, dạy con yêu thương cho hòa bình sáng ngời muôn phương. Ngày hôm nay cha với các cô chú, các ông bà đến đây thăm chúng con, và có món quà này gửi cho chúng con, trao cho Viết Sơ để Viết Sơ mua bánh mua kẹo cho chúng con nha. Chúc chúc Viết Sơ, đặc biệt là chúng con ở đây là lúc nào cũng an toàn nha. Nghe lời Viết Sơ nghe chưa? Rồi chúng con lúc nào cũng vui tươi để mai mốt. Mai mốt là cha và nước bạn đem trở lại thăm chúng con nữa nha. Chúng con biết đây là cái gì không? Tiền để làm cái gì? Mua đồ. Bàn tay phân phát niềm